Sáng nay, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến chuyển đổi số lần thứ nhất năm 2022 và công bố ngày chuyển đổi số của ngành công an. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đại diện công an các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm công bố, Bộ Công an lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày chuyển đổi số của ngành công an. Tổng số đến nay có hơn 27 triệu công dân đã được đồng bộ thông tin bảo hiểm xã hội, hơn 97 triệu công dân được đồng bộ mũi tiêm. Đến nay đã cấp hơn 73 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip. Đáng chú ý, Việt Nam chính thức là một trong những nước có định danh điện tử quốc gia. Tính đến tháng 9 năm 2022, tổng số hồ sơ định danh điện tử đã được chuyển lên Trung ương là hơn 10 triệu hồ sơ. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số cho rằng, việc Bộ Công an chính thức công bố lấy ngày 10 tháng 7 hàng năm là ngày chuyển đổi số của ngành công an, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn lực lượng công an nhân dân trong công cuộc chuyển đổi số của đất nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của Bộ công an các đơn vị địa phương. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan, đẩy nhanh quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, cung cấp dịch vụ công theo hướng đơn giản, thuận lợi, giảm phiền hà cho người dân.